Người có phép thuật. Người có tiên thuật. Xin lỗi, tôi có súng. Chương 1 Đi, đi thử thương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Kỳ quái xét đánh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Cầm ta làm bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Súng bắn kim đan kỳ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mạc Phạm Thu Hoạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Thi vòng đầu tu luyện tại ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Tạo thương phương pháp mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Không ngại giết người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Trốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.